Xin chào anh chị, em là Huyền Trang. Thì hiện tại em đang ở xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Thì đối diện với cái vườn sao bô chê rất là đẹp, rất là mát này nè anh chị. Có một vườn vú sữa đang bán. Em quay cho anh chị mình xem ha. Thì trước tiên là em giới thiệu về cái con đường trước nha. Con đường của mình thì đường này chắc khoảng 2,5 mét á anh chị. 2,5 mét hoặc là 3 mét á. Nói chung là xe ô tô vô tới. Từ ở lộ nhựa vô đây thì chắc khoảng 1 cây số nha anh chị. À, con đường này thì lúc mà em vô đây nè, em để ý là nhà xung quanh đây rất là đông luôn. Nói chung là nhà ở đây là toàn là nhà vườn luôn á. Nó đúng chuẩn là nhà vườn luôn. Thì nhà rất là đông và em thấy là nhà hàng xóm cũng khá giả nữa. Có gì một lát cuối video em sẽ chạy ra cho anh chị mình xem. Con đường nãy nha, nếu như mà anh chị nào mà đi xe máy á, anh chị sẽ thấy rất là tình, rất là đẹp luôn. Tại vì cái con đường nó quanh quanh cua cua rất là thích, rất là tình ha. Còn mà anh chị nào mà đi ô tô thì chắc là hơi mệt nha anh chị. Nó quẹo quẹo nhiều á. Nhưng mà thôi nói chung á là anh chị cứ về đây. Lâu lâu mình đi ô tô mình chạy về thôi, rồi đi công chuyện hay là đi đâu đó thì mình đi xe đạp luôn cho nó sướng. Thì cái miếng đất của mình á là diện tích á là 2000 m2. 2000 m2 chủ kêu giá là 2 tỷ nha. Em sẽ cho anh chị mình xem cái sổ gốc trước rồi sau đó em dẫn anh chị mình đi vô xem đất. Thì miếng đất của mình á là có sổ, có giấy tờ đầy đủ hết luôn nha anh chị. Cái miếng đất chủ bán cho mình là cái miếng bên này nè. Thì diện tích của chủ đất á là tới là 5000 m2 lận, nhưng mình sẽ tách ra hai công đất để bán cho anh chị. Đất thì chưa tách thửa ra, nhưng mà anh chị nào mua thì Quyền Trang sẽ nhận làm giấy tờ cho anh chị mình. Anh đây giữ cái sổ giùm em ấy. Này, cái con đường nhìn rất là mát mẻ ha. Thì đây là cái miếng đất mà hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị mình nè. Bề ngang của miếng đất mình là trung bình là khoảng 25 m, sẽ tính từ ở cái góc bên này nha anh chị. Chạy dài qua bên kia đó anh chị xem, chạy dài qua là 25 m, bề dài thì là khoảng 80 m nha. Đó, bên trong là miếng vú sữa. Chim nó hót kìa anh chị nghe không? Này, cái ranh giới là tới ngay chỗ này nha. Cái đường của mình là đường thông luôn. Bây giờ em sẽ dẫn anh chị mình đi vô xem cái miếng vườn vú sữa của mình nha. Bây giờ đi vô nha anh chị. Ở đây thì được cái là cái miếng đất của mình á đối diện với cái vườn sao bô chê nè. Sau này anh chị xây về nhà, xây nhà ở đây nè, cái không gian á nó sẽ thoáng mát, rất là mát mẻ luôn. Cho con đi qua bên vườn cái nha. Dạ. Trước nhà mình á thì đường điện, đường nước nè, wifi là đầy đủ hết luôn nha. Đó, nói chung ở khu này thì dân đông lắm. Một lát em sẽ chạy cho anh chị mình xem. Bên này là nhà của chủ đất nha anh chị. Này, miếng đất của mình thì bên này nè. Nó mình sẽ tính từ cái hàng bưởi này đi qua phải không chị? Từ cái bán cho anh chị là từ cái hàng bưởi ở đây nè, đi ngang qua bên kia to đẹp khoảng 2 công, bán là 2 tỷ. Chủ đất sẽ bao giấy tờ sang tên cho anh chị, còn nếu như mà tự anh chị làm giấy tờ sang tên đó thì chủ sẽ bớt cái tiền làm giấy tờ đó. Ở đây luôn á phong cô, vậy là hàng khế này là của chủ, của khách luôn á hả? À đó, em sẽ dẫn anh chị vô cái vườn vú sữa nha. Đây anh chị xem nè, đây là cái vườn vú sữa của mình nè. Đó, cho bóng mát rất là mát ha. Nè anh chị xem, bên này thì chắc là được có khoảng 3,5 lít đó nha anh chị. Đó, mình sẽ đo qua. Nói chung là đo đúng 2 công cho anh chị thôi. Bề ngang thì tụi em cũng chỉ là đo phỏng phỏng thôi. Bề ngang thì sẽ tính từ ở bên kia nè. Nói chung mà đo sao mà đủ 2000 m2 cho anh chị thì nó sẽ qua tới khúc bên này nè. Đó, thì bên trong vườn của mình á là có vú sữa.
có dừa với bưởi, mấy cây bưởi đó. Vô là có dừa nạo bẻ liền. Dì nói là vô là có dừa nạo bẻ liền luôn. Rồi nó qua tới bên này luôn á ha. Đó, anh chị xem. Mấy cây hàng dừa bên này là có dừa sẵn luôn nè. Nói chung là không khí ở đây thì rất là mát mẻ. Rồi bây giờ em dẫn anh chị qua bên này nha. Đây, mình đi qua bên này. Đây anh chị xem. Đó, dừa nè. Nói chung là về là có dừa sẵn để mình uống rồi. Cái không khí thì nó khá là mát mẻ. À, em cũng có hỏi là nếu như mà lỡ mà anh chị mua cái miếng này mà anh chị chưa về sử dụng liền thì sao? Thì nếu mà anh chị mua cái miếng này anh chị chưa về sử dụng liền thì anh chị có thể cho thuê nguyên vườn vú sữa vậy nè, là anh chị cho thuê 1 năm luôn á, là 30 triệu nha. Để người cái này gọi là thuê xác á anh chị, để mà mấy anh chị, mấy cô chú mà làm vườn á thuê rồi mình hái. Nói chung là 2 công thì giá là 30 triệu 1 năm nha. Đó, trong vườn thì có bưởi nè. Ở đây là dùng đất nước ngọt, dùng cây ăn trái. Đất ở đây thì rất là tươi tốt và màu mỡ luôn. Cho nên anh chị mình muốn trồng cây trái gì thì anh chị về mình trồng thêm cũng được. Nó chín rồi nè. Anh, cầm giùm em ấy. Thích quá ha. Về là có vú sữa sẵn để ăn luôn á anh chị. Này, em đang đói đó. Này, em dẫn anh chị qua bên này nha. Dừa ở trong vườn của mình thì trồng vú sữa với dừa. Đó, anh chị chạy dài, đất của mình sẽ chạy dài xuống dưới luôn, ngang là khoảng 25, dài là khoảng 80 m. Trồng vú sữa, dừa với bưởi. Thì trong đó thì anh chị cho thuê hết luôn. Nếu mà anh chị cho thuê hết là 1 năm á, chăm sóc rồi hái, tự chăm sóc luôn á, thì giá là khoảng 30 triệu 1 năm. Còn cái miếng vườn này á, thì chủ bán cho anh chị á, với giá là 1 tỷ 1 công nha. Đo đạt bao nhiêu tính tiền bao nhiêu thì sẽ bán là 2 công là 2 tỷ. Ở bên này nè rất là mát mẻ, đất của mình á thì sạch đẹp không màu mã nha anh chị. Bên nhà hàng xóm thì có một cái nhưng mà cũng xa đất của mình chứ không có vấn đề gì hết. Ở đây là điện nước wifi là đầy đủ hết luôn nha. Nhà dân thì cũng rất là đông. Đất của mình là đất vườn. Cái này á, nếu như mà anh chị xây nhà cấp 4 á thì mình không cần phải lên thổ cư. Còn nếu như mà anh chị muốn lên thì mình vẫn lên thổ cư được nha. Giá mà lên thổ cư ở đây thì cũng khá là rẻ. Thì trung bình những cái đường đan như vậy nè, anh chị lên thổ cư thì khoảng tầm chừng 300 ngàn một mét vuông đổ lại thôi, chứ cũng không có nhiều nha anh chị. Đó, trong vườn thì có cây khế nữa nè. Đó, em thấy là mấy cây này mình dạng làm cây cảnh cũng được, khá là đẹp. Này, vườn thì có bưởi, có hệ thống tưới tiêu sẵn luôn anh chị xem. Thì bên kia là gò mã đó anh chị. Nhưng mà cái đó là phần bên đất của hàng xóm á, anh chị mình không thích á thì mình có thể xây tường á chắn ngang qua. Cái này thì em thấy cũng bình thường thôi, không có vấn đề gì hết. Cái này là cây bưởi da xanh á. Cái này là cây bưởi da xanh nha anh chị, rất là tươi tốt luôn. Ở đây nè, có hệ thống tưới tiêu sẵn đó. Anh chị mình thích cây ăn trái gì đó, anh chị có thể đặt vô luôn. Rồi mình nhờ chủ nhà tưới nước cho mình giùm cũng được. Đây em sẽ đi dẫn anh chị đi xuống ngoài sau nha. Wow, có vú sữa về là hái sẵn luôn nha anh chị. Mấy trái này cũng mềm mềm mà nè. Ôi trái này mềm mềm mà nè, ăn được luôn rồi nè. Đó, rất là thích. Này, đất của mình dài dài xuống ngoài sau. Nếu mà anh chị hỏi em á, cái miếng đất này là rẻ hay là mắc, thì em cảm thấy là ổn nha anh chị. Tại vì nói chung là đất ở chỗ em á, đường ô tô mà vô tới thì trung bình là cũng 1 tỷ 1 ngàn mét vuông rồi. Có những chỗ là không còn bán đất công nữa mà đa phần là bán đất nền không thôi. Cho nên giá này là em cảm thấy là giá ổn và giá cũng tốt với nha anh chị. Mình thích thì anh chị cứ mua. Này, chiều dài đất của mình sẽ xuống dưới này nha. Nói chung là đất rất là đẹp. Đất thì vuông vức sạch đẹp luôn. Trong đất thì có dừa, có vú sữa, có bưởi, có khế, có cây mấy cây chuối nữa. Đó,
Rồi anh chị mình thích cây gì á thì mình đặt vô thêm thôi. Xung quanh đây thì nhà dân rất là đông, không khí á thì nó mát mẻ trong lành. Kế bên nhà hàng xóm luôn, anh chị có thể gửi người ta giữ đất cho anh chị cũng được. Đó, em sẽ xem cho đất mình hướng gì nha. À, đất của mình nó là hướng đông bắc nghiêng về hướng bắc nha. Đất là hướng đông bắc nghiêng về hướng bắc. Để em mở định vị ra cho anh chị mình xem. Thì anh chị thấy nè, cái nút tròn tròn màu xanh là cái vị trí mà em đang đứng á. Ở đây sẽ cách lộ nhựa trung bình là khoảng 1 cây số nha. Thì để em xem từ ở đây về thành phố Mỹ Tho bao xa. Ở đây mà anh chị về thành phố Mỹ Tho là khoảng 10 cây số, chạy xe khoảng 20 phút nha. Nó có đi đường tắt nữa nè. Nè, nếu mà mình đi đường tắt thì là khoảng 9 cây số, chạy xe khoảng trung bình là khoảng 20 phút á. Còn ở đây mà về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh á thì đi là khoảng 64 cây số, chạy xe là khoảng 1 tiếng 40 phút nha. Còn nếu anh chị nào mà về đường cao tốc thì nó sẽ nhanh hơn. Mình đi đường cao tốc thì chạy xe là khoảng 1 tiếng rưỡi. Nó 62 cây số. Đất ở quanh đây thì cũng gần chợ nha. Anh chị mình đi khoảng tầm chừng 5 phút thôi là sẽ tới chợ Long Hưng rồi. Rồi ở đây là cũng gần cầu Long Hưng. À, ở đây là gần Ủy ban Nhân dân xã Long Hưng luôn. Thì nói chung mà từ ở đây á, anh chị đi chợ Chầm Hởm buổi sáng ở Long Hưng nè, đi trường cấp 1, trường cấp 2 hoặc là đi ra Ủy ban á, thì khoảng tầm 5 phút thôi. Còn anh chị nào mà muốn đi chợ lớn hoặc là đi bên nhà thờ đồ á, thì mình chạy xe khoảng 10 phút cho anh chị. Sẽ đi ra ngoài chợ Long Định. Đất thì có giấy tờ, có sổ đỏ đầy đủ hết luôn. Anh chị nào mua thì chủ sẽ tách thửa ra bán cho anh chị. Cái vấn đề sổ thì anh chị cứ yên tâm. Nếu mà anh chị không cần giấy tờ thì anh chị cứ giao cho em. Em sẽ em thì cũng có nhận dịch vụ làm giấy tờ nữa. Thì anh chị cứ, nói chung là anh chị chỉ cần anh chị thích cái miếng đất thôi. Giá cả ok hết, mọi giấy tờ thì cứ đưa cho em lo hết cho anh chị. Thì cái miếng này là mình chỉ cần làm đi đăng ký đo đạc, sau đó là nhờ địa chính lên tách thửa cái miếng đất ra. Sau khi mà tách thửa rồi mình đi ký giáp ranh, rồi mình đưa cho địa chính ký nè, bên ủy ban ký nè, rồi đưa cho địa chính nộp lại với huyện á, huyện ký tên xong thì mình có cái bản vẽ là ra công chứng được rồi nha anh chị. Rồi thì anh chị nào quan tâm miếng này thì alo cho em hay. Bây giờ em sẽ đi ra ngoài em quay một đoạn đường cho anh chị mình xem ha. Đó, rất là thích nha. Em đang quay cái đường ra cho anh chị mình xem á nha. Ở đây là đúng chuẩn nhà vườn luôn á. Chị xem nè. Nói chung là phải nói là nhà xung quanh đây thì rất là đông luôn. Đi đồ bóng mát đồ rất là thích nha. Anh dặn cái này xuống anh. Dặn cái này xuống. Rồi dặn đi. Nè anh chị thấy là xung quanh đây á, là vườn cây trái rồi rất là nhiều ha. Thank you.
mà mình ra tới ngoài cây cầu rồi nè anh chị, qua đây là lộ nhựa rồi. Anh chị xem nè. Đây. Ở đây buổi sáng có một cái chợ chùm hổm nha anh chị. Bồi mình đi chợ có 2 phút mà anh chị ơi. Hồi nãy ở ngoài sau mình là cái chợ á, anh chị đi chợ là khoảng tầm chừng 2 phút à. Ở đây á, anh chị đi xuống thêm khoảng tầm chừng 5 phút nữa thôi là mình sẽ tới cái chợ Xoài Hộp và chùa Sắc Tứ đâu nè. Đi khoảng 5 phút nữa là mình sẽ tới chỗ chợ Mỹ Tho luôn á. Quên, mình sẽ tới giáp ranh với thành phố Mỹ Tho. Em thấy cũng gần. Đó anh chị xem. Ngon lành luôn nha anh chị. Ở đây cũng gần nhà thờ, nó gần chùa nữa. Anh chị đi năm trung bình là 10 phút đổ lại thôi.